Hiểm khích với ông Hoàng thiết kế Johnny Ive, giám đốc thiết kế Apple Johnny Ive tuyên bố sẽ rời công ty từ cuối năm này. Ông chính là người đứng sau thiết kế sản phẩm Apple các năm qua gồm iPhone, iPad và Apple Watch. Ngay sau tuyên bố của Johnny Ive, Wall Street Journal có bài báo nói rằng Ive không bằng lòng với sự thiếu quan tâm của cúc tới thiết kế sản phẩm mà ông đã tâm huyết trong nhiều năm qua. Bài báo cũng nói rằng Johnny Ive đã không thường xuyên quản lý nhóm thiết kế, thậm chí làm suy yếu và khiến nhiều nhân viên thiết kế tài năng ra đi trong email gửi phóng viên Dylan Byers, Cúc nói câu chuyện Wall Street Journal đưa ra mang tính xúc phạm và kết luận của bài báo không phản ánh thực tế. Cúc cũng nói rằng bài báo không hiểu rõ cách thức hoạt động của đội nhóm thiết kế trong Apple và cách thức làm việc của công ty này. Bài báo của Wall Street Journal nói rằng Cúc chuyển trọng tâm từ thiết kế sang hoạt động, đồng thời phá hoại tính thần kỳ trong thiết kế sản phẩm của IVE và cố CEO Steve Jobs.